Hai các bạn có phải các bạn mới bắt đầu học JavaScript và đang tìm một dự án thú vị để làm thì trong video hôm nay chúng mình sẽ cùng làm một dự án nha. Nào, chúng mình cùng bắt đầu. Mình sẽ vào trang web jsbeginner.com. Mình sẽ chọn dự án thứ ba Random Quote Project. Ở đây mình muốn xem thử dự án này họ demo như thế nào. Khi mình click vào nút bấm này, mình sẽ có một đoạn văn bản mới và tên tác giả sẽ được thay đổi. Rồi mình sẽ tải file mẫu về. Rồi mình sẽ tải file mẫu về. Bây giờ mình sẽ mở trong phần mềm Visual Studio Code. Rồi, bước đầu tiên là mình cần phải phân tích dự án. Đầu tiên mình cần lấy cái DOM của button bằng cách gọi ID của nó generate btn ha. Thì nó ở đây. Bước thứ hai mình cần thêm tính năng của button khi người dùng click vào nó bằng add event listener. Sau khi thêm được cái function add event listener rồi thì mình cần thay đổi nội dung của cái thẻ h3 này và cái thẻ h5 này thì mình sẽ gọi lần lượt gọi bằng id quote và class author rồi mình sẽ bắt đầu làm nhé Đầu tiên mình sẽ gọi cái thẻ button bằng cách lấy document.getElementById. Bước tiếp theo mình cần thực hiện một cái chức năng khi người dùng click vào cái nút này nó sẽ thực hiện cái function random quote. Bây giờ mình sẽ định nghĩa cái function quanh random quote nha. ở trong cái function random quote mình cần phải gọi ngẫu nhiên các quote và các author ở trong cái object quotes. Bây giờ mình cần lấy ngẫu nhiên độ dài của lấy ngẫu nhiên một cái index của cái object quote thì mình sẽ dùng cái hàm math.random mình nhân với lại cái quote length Bây giờ mình sẽ xem thử. Tuy nhiên cái phần này mình cần phải bỏ vào trong math floor để làm tròn số của nó. Mình sẽ đặt cái biến cả con số này vào một cái biến tên là random. Random là một cách lấy index ngẫu nhiên của object. Quote. sau khi có được một cái ốc index ngẫu nhiên rồi thì mình sẽ thay đổi cái nội dung của thẻ H3 và thẻ H5 ha. Đầu tiên mình cần gọi thẻ H3 ra. Mình sẽ gọi document mình by ID. Thẻ H3 mình có nội dung là quote. Mình thay đổi cái text contain bằng quote ở đây quote mình sẽ bỏ một cái index ngẫu nhiên của nó vào là random mình sẽ gọi cái nội dung của thẻ quote Bước tiếp theo mình sẽ thay đổi cái thẻ H5. Bước tiếp theo mình sẽ thay đổi thẻ H5 bằng cách gọi cái class author và lấy nội dung của phần author ở trong cái object quote ở đây mình cần phải bỏ cái dấu ngoặc để cái function được hoạt động ha rồi vậy là code của mình hoạt động được rồi đó